Số 1. Được linh hồn ghé thăm. Một người đàn ông đã chia sẻ một đoạn video thật sự bí ẩn. Theo như anh ta kể lại rằng, tối hôm đó trong lúc đang kiểm tra lại các đoạn ghi hình của camera bên trong nhà, người đàn ông trên đã phát hiện một thứ gì đó đã xuất hiện và giống như nó đang theo dõi hai đứa con của anh ta. Và đây là đoạn video mà anh ta đã chia sẻ. Mời các bạn cùng theo dõi. Như bạn có thể thấy, trong lúc hai đứa con của anh ta đang vui chơi trong nhà, nếu như bạn quan sát kỹ, ở góc phải màn hình của các bạn đã xuất hiện một bóng trắng của một thứ gì đó. Tuy vậy nhưng hai người con của anh ta vẫn không phát hiện ra điều gì. Hình dáng trên xuất hiện rất rõ bên ngoài cửa kính, sau đó dần dần biến mất. Sau khi đoạn video được đăng tải, rất nhiều người xem đã cho rằng có thể đó là một hồn ma, và có thể họ đã vô tình đi qua và đã ghé thăm gia đình họ. Đây đúng là một đoạn video thật sự bí ẩn. Còn bạn, bạn nghĩ sao về hình dáng bí ẩn trên? Hãy nêu lên ý kiến của bạn nhé. Xin cảm ơn. Số 2. Có gì đó trong tầng hầm. Một người công nhân đang thi công một đường hầm đã vô tình quay được một thứ gì đó không xác định. Theo như lời kể của người công nhân này cho biết, ngày hôm đó đội của anh ta đã nhận được một hợp đồng sửa chữa ở chính đường hầm này. Trong lúc đang chờ đồng nghiệp bàn bạc công việc, anh ta đã lấy điện thoại và quay lại một số đoạn video ở đây để làm kỷ niệm, và dường như camera đã bắt được một thứ gì đó. Như bạn có thể thấy, khi anh ta ly camera về một góc tầng hầm, thì ngay lúc này, nếu bạn quan sát kỹ, ở đó đã xuất hiện một hình dáng màu đen của một thứ gì đó. Nhưng khi anh ta quay camera về hướng đó một lần nữa, thì hình dáng ban nãy đã biến mất. Tuy vậy, người đàn ông trên vẫn không nhìn thấy hình dáng bí ẩn trên. Chỉ sau khi về nhà và xem lại đoạn video, anh ta mới nhận ra rằng mình đã quay được một hồn ma thật sự. Thật đáng sợ. Theo bạn, bóng đen bí ẩn trên có phải là một linh hồn đang ẩn náu tại đường hầm này hay không? Mong bạn hãy nói lên suy nghĩ của bạn nhé. Xin cảm ơn. Số 3. Đó là thứ gì? Một người đàn ông đã vô tình quay được một hình dáng rất bí ẩn đang hiện diện bên trong sân của anh ta. Ngày hôm đó, trong khi đang ngồi hóng mát ở ngoài hiên nhà, anh ta đã nhìn thấy có thứ gì đó đang động đậy ở bụi cây ở gần đó. Anh ta đã tới gần hơn để kiểm tra, và anh ta đã nhìn thấy một hình dáng thật sự bí ẩn. Như bạn có thể thấy, một khuôn mặt rất giống như con người, nhưng nó có một đôi mắt đen trông rất đáng sợ. Người đàn ông trên còn cho biết, lúc đó nó còn nhìn chằm chằm vào anh ta. Một số người xem cho rằng, đó rất có thể là một người ngoài hành tinh nào đó đang đi lạc vào trái đất, và cũng có thể chúng đang theo dõi chúng ta. Thật bí ẩn. Theo bạn, hình dáng bí ẩn đã xuất hiện trong video có phải là một người ngoài hành tinh hay không, hay đó chỉ là một sinh vật nào đó? Mong bạn hãy nêu lên những gì bạn đang nghĩ nhé. Xin cảm ơn. Số 4. Ma xuất hiện trong nhà tôi.
Một người đàn ông đã rất hoảng sợ khi kể lại một lần ma xuất hiện bên trong nhà của anh ta. Theo như anh ta kể lại, ngày hôm đó anh ta đã mời một người bạn về nhà để cùng anh ta theo dõi một trận bóng đá. Nhưng đó không phải là nội dung chính trong đoạn video sau. Khi họ đang chăm chú xem TV, thì ngay phía sau họ đã xuất hiện một thứ gì đó thật sự lạnh. Như bạn có thể thấy, một bóng trắng mập mờ của một người phụ nữ đã xuất hiện, sau một lúc thì biến mất, nhưng tiếp sau đó không lâu, hình dáng ban nãy lại tiếp tục xuất hiện, nhưng lần này hình dáng kia lại xuất hiện bên trong một căn phòng. Người chủ nhà trên đã rất hoảng sợ khi biết rằng, bên trong nhà anh ta lại đang có một linh hồn đang trú ngụ, đây đúng là một điều không tốt tí nào, thật đáng sợ. Còn bạn, bạn nghĩ sao về đoạn video trên? Hãy nêu lên những gì bạn đang nghĩ nhé, xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.